Xin chào tất cả mọi người, Pleasure đây. Hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề mà thời còn là sinh viên chúng ta rất hay nhầm lẫn. Một phần là do mỗi sách mỗi kiểu, một phần là do quan điểm của mỗi bác sĩ khác nhau. Đó là chẩn đoán gãy xương. Để miêu tả một gãy xương cho đồng nghiệp của chúng ta hiểu thì chúng ta có cú pháp thế này: gãy kín hay hở, cách vị trí gãy, cách tên xương, cách đường gãy, cách kiểu di lệch, cách hướng di lệch, cách biến chứng, cách kết hợp với tổn thương phần mềm khác. Gửi 6689. Ok, mình lưu ý trước, bài này mình soạn ra dựa theo rất nhiều cách chẩn đoán từ các bác sĩ khác mà mình đã được học. Mình góp nhặt lại, đưa ra một khuôn mẫu như thế này và mình cảm thấy nếu miêu tả theo cách này thì người nghe có thể mường tượng được 70-80% xương gãy như thế nào. Tất nhiên là không thể 100% được, vì nếu có các mảnh xương gãy, các thành phần di lệch phức tạp, vân vân thì sao? Có lẽ mình nghĩ với 70-80% đó thì đồng nghiệp chúng ta cũng có thể đưa ra được hướng xử trí rồi. Ok, quay trở lại bài. Chúng ta sẽ đến với gãy hở hay gãy kín trước nhé. Vì không có gãy hở thì là gãy kín, nên mình sẽ chỉ nói rõ cách để biết có gãy hở hay không thôi. Để chẩn đoán gãy hở, chúng ta cần xác định được một trong các yếu tố sau: đầu xương gãy có lộ ra ngoài hay không. Nếu lộ ra ngoài thì nói là gãy hở. Thông qua vết thương nhìn thấy ổ gãy xương hay không, thấy thì nói là gãy hở. Tương tự, nếu có thấy máu váng mỡ hoặc dùng que thăm dò vết thương thấy được ổ gãy thì nói là gãy hở. Còn gãy hở hay gãy kín độ bao nhiêu thì các bạn biết rồi. Mình vẫn thấy các thầy hay dùng thang điểm của Castillo để phân độ gãy hở và thang điểm của Ustamchan để phân độ gãy kín. Lưu ý, mình thấy ít khi người ta phân độ gãy kín lắm, đa phần là cho xương đùi và xương cẳng chân vì mức độ nguy hiểm của chúng. Tiếp theo đến vị trí gãy, mình lấy xương đùi làm ví dụ cho các bạn dễ hình dung nhé. Như các bạn đã biết, đây là đầu trên xương đùi, thân xương đùi và đầu dưới xương đùi. Nếu gãy ở hai đầu thì các bạn cứ nói là gãy ở đầu trên hoặc gãy đầu dưới. Còn gãy ở thân thì các bạn còn phải phân ra 1/3 trên, 1/3 giữa và 1/3 dưới. Ok, tiếp theo chúng ta đến đường gãy. Đường gãy thì chúng ta có đường gãy ngang, chéo, xoắn và có mảnh thứ ba và nát. Gãy ngang và gãy chéo thì các bạn dễ nhìn thấy được, nhưng đôi khi vẫn nhầm lẫn giữa gãy chéo và gãy xoắn. Với gãy nát nhiều mảnh, các bạn đừng hiểu nhầm qua gãy mảnh thứ ba nha. Gãy nát nhiều mảnh thì nó phải có mảnh thứ tư, thứ năm, thứ sáu gì đó nữa, đôi khi còn có cả xoắn nát nữa. Về kiểu di lệch, chúng ta có 5 kiểu di lệch là chồng ngắn, gập gốc, sang bên, xa và xoay. Hình này là ví dụ cho chồng ngắn. Chồng ngắn là khi đầu gãy này vừa lệch hẳn qua đầu gãy kia, vừa nằm lên đầu gãy kia. Và cho đến bây giờ mình chưa thấy ai nói chồng dài hay chồng xa cả. Dài hay xa gọi chung là ngắn. Các bạn có hiểu không vậy? Ok, ngắn gọn thì khi xương bị như thế này cũng gọi là chồng ngắn luôn. Ok, và để biết nó chồng cỡ nào thì nó ở đoạn chồng với đơn vị là cm. Còn gập góc thì sẽ là như vậy. Chúng ta sẽ lấy thước đo góc để đo. Còn sang bên thì sẽ như thế này. Chúng ta sẽ lấy bề ngang thân xương làm chuẩn. Ví dụ như trên hình, đây là bề ngang thân xương thì ước lượng sẽ là sang bên 1/5 bề ngang thân xương. Về di lệch xa, hai đầu gãy nằm xa nhau và không chồng lên nhau như di lệch chồng ngắn. Xa bao nhiêu thì chúng ta sẽ đo ở khoảng cách hai tâm của hai mặt gãy. Cuối cùng là di lệch xoay. Mình phải minh họa bằng hình vuông cho dễ. Nếu bằng hình tròn thì xoay bao nhiêu cũng không thấy được. Đối với di lệch xoay thì chỉ cần có hay không có là được, không cần phải xoay góc bao nhiêu độ đâu ha. Còn về hướng di lệch, thường trong chẩn đoán mình ít khi thấy sử dụng, nhưng khi trình bệnh án cho giáo viên thì thấy vẫn bắt buộc phải có. Hướng di lệch thường được dùng cho kiểu di lệch xa, chỉ khi chụp cả hai phim mặt và phim nghiêng thì mới kết luận được hướng di lệch này. Ví dụ ở trên phim X quang xương cẳng tay trái này, hướng di lệch của đầu trên xương gãy là vào trong và ra trước. Vì sao mình lại nói như vậy? Ở đây mình có bức hình trong sách giải phẫu tập 1 của thầy Quyền. Mặc định ngón cái sẽ nằm ở ngoài, lòng bàn tay hướng ra trước,
Ở phim X quang cũng cho thấy phần phim chụp mặt thấy được đầu xương hướng vào trong chứ không hướng về phía ngón tay cái, và phần phim chụp nghiêng đầu xương hướng cùng hướng của lòng bàn tay nên gọi là hướng ra ngoài. Ok, còn về biến chứng, chúng ta có biến chứng muộn và biến chứng sớm. Biến chứng sớm là các biến chứng xảy ra ngay sau khi gãy, gồm sốc do đau, sốc do mất máu hay sốc do ám ảnh quá mức. Còn biến chứng muộn gồm các biến chứng xảy ra sau khi xương gãy đã được xử trí, gồm chèn ép khoang, biến chứng thần kinh mạch máu hay nhiễm trùng, vân vân. Còn phần cuối, dù cuối cùng nhưng rất quan trọng, các tổn thương kết hợp ở phần mềm, vì gãy xương thường do tai nạn lao động, combat, chạy nhảy, quá đà, nên có thể có các vết rách da, vết bầm, bong gân, hoặc khi ngủ hơn có thể là lộ cả gân cơ mạch máu. Ok, vậy tổng hợp lại, theo từng mục tiêu chẩn đoán chúng ta sẽ có, với gãy kín gãy hở chúng ta có gãy kín, với vị trí gãy chúng ta có 1/3 trên thân xương, với thân xương chúng ta có xương đùi trái, với đường gãy chúng ta có đường gãy ngang, với kiểu di lệch chúng ta có kiểu di lệch trồng ngắn khoảng 1 cm, với hướng di lệch chúng ta có hướng ra trước, với kết hợp tổn thương chúng ta có kết hợp trầy da đầu gối trái. Ok, bây giờ chúng ta ghép tất cả lại, chúng ta sẽ có kết luận cuối cùng. Đây là kết luận cuối cùng. Ok rồi, hôm nay mình chỉ giới thiệu đến đây thôi. Các bạn cảm thấy bài giảng của mình dễ hiểu hay khó hiểu, hãy comment ở phía dưới nhé. Nếu thấy hay rồi thì like và share cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Tạm biệt.